Mà thật sự là đàn ông là họ rất là thích, là anh Thái thích con lắm. Tại mấy ông đó không cực. Mấy ông không cực. Thì mấy ông đâu có cực. Mà mình cực, mấy ông sướng không à. Ủa nhưng mà cái lúc đó bà cũng có sướng chung với người ta vậy. Ủa nhưng mà cái lúc đó bà cũng có sướng chung với người ta vậy. Thì đó, bởi vậy nhưng mà tôi là khổ hơn nhiều. Thì đó. Tôi khổ hơn nhiều. Nhưng mà lúc mà đi đẻ đó là anh Thái cũng vô trong phòng. Dạ. Là cũng nắm tay rồi cũng nói trời ơi thương quá trời quá đất luôn. Trời ơi cũng không chiêu xài hoài. Đó. Rồi nói là thôi tội nghiệp quá thôi được quá. Vài tháng nữa. Để nữa. Đó là cái vấn đề ở đây là lúc nào cũng rất là muốn là dù có thêm thì có thêm cho nó vui, cho ông bà không có bị cô đơn vậy đó. Đó. Còn lúc em đẻ xong chồng em kêu sợ chưa? Dám nữa không? Trời ơi. Thách thức em sợ chưa? Dám nữa không? Thách luôn á. Kéo vậy em luôn. Tao nhíu. Phải ứng của em lúc đó là sao? Kiểu em nói mệt quá, để đợi đi lại được, đập mày sao? Cái lúc mà em đau bụng đẻ, chồng em nó có chọc em không? Thì chồng nó chạy vô phòng ngọt. Em ngồi trên xe lăn đó, em đang đau bụng đẻ rồi. Hôm đó là bắt đầu em chuẩn bị vô phòng đẻ là 10 giờ 11 giờ trưa. Ở đó có mẹ chồng em, hai cái chị cũng vừa đẻ xong nằm chung phòng với em. Mà nó rủ rỉ bên tai em. Làm cái ông vô đẻ. Làm cái ông vô đẻ. Trời ơi. Vô khúc này vui nè. Em hiểu, em có nghĩ là nó chọc em để cho kiểu như em vui. Nhưng mà chị hiểu cái việc mà trời ơi, tao giết mày. Em đang đi mà kiểu mọi người đều cười. Nhưng mà em không cười nổi. Đầu lắm. Làm cái ông. Quay qua chửi nè. Nó nhây lắm. Không phải nhây đâu, mà tại vì cái người đàn ông đó họ muốn cho mình đánh trống lảng đó mình quên. Dạ. Mình giảm bớt cái phần nào đau, nhưng mà không ngờ là mình cọc. Dạ. Em đẻ mổ chồng ở cái bên này nè, xong rồi cái em thấy chồng im hồi đó, xong nó thôi im vậy cũng được. Em gì? Sao anh cố gắng khóc lắm mà anh khóc không được luôn. Cái gì vậy? Chồng em ổn không? Có ổn không? Ai mượn mới khóc đâu mà nín đi. Xong đó, sao mấy người kia khóc hay thiệt. Ngán lắm, nãy giờ anh chưa khóc được luôn. Trời ơi, chồng em diễn ngoại hình vậy luôn hả? Hai cái người chồng của người này tôi mệt quá, còn không thấy. Cứ mà tại vì em vô mà em thấy em đau cái ông cứ định ngồi vậy thật à, đục kinh rồi qua đây cái gì á, mình đang đau mà mình nghe mình mới quá ngồi vậy thật à, mình nhìn mặt ổng mình nói anh ơi em đang đau bụng quá, mà em nhìn mặt anh ấy cười quá. Cái giọng mà lèm bèm mình bật á, mình nghe không rõ đúng anh không? Anh cứ ngồi mà anh gì nè, anh cứ trời ơi đừng yêu thù nè mọi người, mình không chịu nổi bây giờ, mà cái gì cứ trong clip nó vẫn còn mà, tại vì anh đọc kinh dược sư á. Nếu mà bây giờ mình thấy trời ơi đừng mình đang đau chết. Mình nói kêu bác sĩ vô đây chích cho em, chích vô trong đây cho em đi chứ bây giờ đây em chịu được không, để đục kinh không sao, đọc kinh là qua hết. Trời ơi đục kinh nó qua hết được đâu. Trời ơi ác quá thầy ơi. Cái người lớn tuổi không có thiệt, niệm Phật thiệt luôn, đọc kinh luôn. Ta nói là đẻ là đọc kinh dược sư không đau. Ông cứ nó mô bây giờ phải đây sao luôn rồi. Ông đọc mà mới lại mấy người mà người Tây á, người ta vô người ta cũng ố. Tưởng một cái đạo giáo gì khác lạ. Mà tại sao chị là không muốn sinh thêm đứa nữa? Giống như thí dụ như em đi, mặc dù em muốn hay không thì số trời đã định thì nó cũng sẽ đẻ như vậy thôi. Chẳng hạn như lúc mà em đẻ xong đứa đầu, em đi gặp bác sĩ đặt vòng tránh thai thì bác sĩ kêu là cái này là phải có tới tháng thì mới có thể mình đặt vòng được. À. Thì em quyết định đi về, và tới khi mà em quay trở lại thôi, cả tháng sau hoặc là tháng sau nữa em quay trở lại thì bác sĩ xin chào, chúng tôi là Siêu Mom Siêu 8. Để cho mọi người đỡ bỡ ngỡ hơn thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thanh Trần, Mom lo nhoi. Còn mình là Huỳnh Tú, Mom ngầu lòi. Còn mình là Tuyền Mập, Mom màu mỡ. Và cuối cùng mình là Triệu Ái Vi, Mom duyên dáng. Bốn chúng tôi tụ tập tề tụ lại ngày hôm nay để bàn về những vấn đề trên trời dưới đất, những vấn đề chuyên môn của người phụ nữ. Nhưng mà cái chủ đề đầu tiên là gì nè? Dạ, thì cũng không giấu gì các chị, chúng ta là những người đã cưới chồng có con đời huề. Nhưng mỗi người chồng sẽ là mỗi tính cách khác nhau, cũng giống như chúng ta, những người mẹ là những tính cách khác nhau. Thì cho em hỏi, chồng của các chị ưu tiên hay là thích một người chồng hơi bị vô tư, hay là người chồng già hơn, kiểu như là suy nghĩ chững chạc hơn? Thôi tôi đại diện tôi nói trước đi nè. Dạ.
Đúng rồi đó, chị lớn nói trước đi. Nói dần vậy sợ lớn rồi, mà lớn mình mới có 22 thôi mọi người ạ. Theo tôi nghĩ thì cái chuyện mà giữa một cái gọi là già dặn với lại một cái vô tư thì nó phải dung hòa giữa hai cái. Em đang suy nghĩ vấn đề đây là cái từ ông già, giống như là nó không phải là theo tính cách ông già hay là cổ hủ hay là gia trưởng, mà cái ông già ở đây là một người nói chung là cái tính tình hơi chững chạc á, mà họ lại là cái kiểu là có chính kiến của họ. Còn nếu đó, mà trẻ con quá thì nó lại cũng rất là mệt mỏi. Thế là như là mình quen cái người đàn ông mà họ vô tư quá, họ không quan tâm tới cái suy nghĩ của mình thì cũng là mệt lắm đó. Mình phải là người phụ nữ mạnh mẽ sao? Già dặn sẽ hướng mình đi những cái hướng tốt, nhưng mà đâu phải ai cũng là toàn vẹn, nhưng vô thập toàn mà. Đương nhiên là phải có những cái người họ thiếu sót. Và bản thân Tuyền thì Tuyền nghĩ là một cái người chồng vô tư đi, chắc có lẽ là nó cũng đã vận dụng trong cái cuộc sống của Tuyền, nên Tuyền cũng quen rồi. Nên mình quen với cái cách mà ông chồng ổng nhẹ nhàng với mình. Có đôi khi cái chuyện, cái sự nhẹ nhàng đó là mình buồn. Đại loại là thời gian ở gần vợ con không có nhiều. Nhưng mà khi mà ổng lên ổng gặp vợ gặp con á, ổng chơi với vợ con chút xíu rồi ổng sống theo cái bản năng của ổng, là giống như một cái người trai tân vậy đó, là thích ăn ăn, thích ngủ ngủ, giờ con ngủ thì ổng thức dậy ổng coi tivi, còn giờ con nó thức á thì ổng đi ngủ. Nó bị trái cái lịch trình của con, giống như là qua loa vài câu chuyện, nó không có được gọi là cái kiểu mà không có sự quan tâm tuyệt đối á. Mà cái gì cũng phải cần mình hướng dẫn, cái gì cũng phải mình nhắc nhở. Nhưng mà đối với mình lặp đi lặp lại cái chuyện đó hoài, mình gặp mình nhàm chán, mình bực, và đôi khi mình bộc phát. Dạ đúng. Thì cái chuyện nó gây là cái xung đột trong gia đình. Nói chung là đây là những gương mặt đã quá cũ rồi đúng không? Ngày hôm nay mình có một mơm mới. Thì cái mơm này có tên á, ngược với mơm duyên dáng lắm luôn á. Là mơm ngầu quá, ngầu mà ngầu lòi là sao ấy? Là chị lòi cái gì chị? Chị ngầu mà còn lòi là thật sao? Ra là tại vì đặt tên bây giờ không lẽ mơm ngầu không thì nó bị ngắn quá nên thôi, đem chữ lòi vậy. Đúng rồi. Thực ra trong cái trường hợp của em á, là như mọi người đã biết là tại vì ông xã em cũng nhỏ hơn. Đó. Nhưng mà thì cái ưu điểm á trong cái cuộc sống của vợ chồng em á là đúng thật là kiểu như cái người trẻ tuổi hơn á, làm cho mình lúc nào cuộc sống mình cũng vui hết. Trẻ hơn đúng ngày không? Ngày nào cũng là một cái câu chuyện mới, ngày nào cũng có chuyện để giỡn để nói. Đúng. Nhưng mà ổng cũng có vài chỗ, như thật ra so với ở cái độ tuổi của ông xã em thì em thấy ổng lớn hơn nhiều bạn ở lứa tuổi đó. Giống như là mọi người nhìn vô thì nghĩ em lớn tuổi hơn thì em sẽ kiểu mọi thứ giống như là kiểu em chững chạc hơn, nhưng mà thật ra ổng này là người chững chạc hơn. Ổng là một người không có nhu cầu đi chơi chị. Ở nhà với vợ với con. Nhiều khi hồi xưa đi làm về cũng vậy, như là thôi anh đi làm về anh về với em. Chứ dù còn nào thì có em đi cùng thì anh đi. Thời điểm mà em bận công việc là nhiều khi là cái tâm lý của em không được tốt á, một tay ổng chăm hết cho thằng con em. Wow. Từ việc khai tả, nhiều khi là tối biết em đi diễn vậy em mệt á, là để cho em ngủ không có kêu em, là giữa đêm là cho con bú khai tả này kia hết. Vậy là quá tuyệt vời rồi. Ngớt nước mắt luôn. Nhưng mà thật ra nó cũng có vài chỗ nó trẻ con như thì chị cũng bất đồng thôi này kia. Còn đối với em á thì là do là anh Thái lớn hơn Vi nhiều, gần cả giáp luôn. Nên là cái suy nghĩ của anh Thái á, những cái gì của anh Thái trước giờ á là khác với Vi lắm. Em là một người rất là romantic, rất là lãng mạn, rất là nhìn em là thôi là thấy rồi. Em thường hay là làm những cái một dịp sinh nhật đi hay là một cái gì surprise cho anh. Ổng còn nói chưa, cuộc đời của anh chưa bao giờ mà anh surprise rất là nhiều lần như vậy. Rồi sinh nhật của ổng, ổng cũng không biết làm sao mà em set up một cái khách sạn 5 sao trải đầy hoa hồng, nến, hoa thơm. Thôi và ơi. em lúc đó là ổng xỉn quắc cần câu rồi. Em nói anh ơi về lại lên trái phòng. Mà thật sự là trái thì tại vì em em để nến á, mà nến nhỏ đó nến bay hết phòng rồi, hoa rồi hình rồi này nọ. Em mướn một đội ngũ đó lên làm cho em. Sau đó là vừa mới vô phòng, đâu có biết gì đâu, vô chân này chân kia, vô mở cái phòng ra hết hồn luôn. Có là chị set up hết mình, lúc đó bụng chị 5 tháng rồi đó. Lãng mạn quá. Nói chung lúc nào em cũng nghĩ trong đầu em là phải có những cái surprise như vậy hết. Còn ảnh thì không như vậy. Được cái bù lại là ảnh lớn tuổi thì ảnh có những cái của người lớn tuổi, ví dụ như là sự quan tâm đồng cảm. Mà nó phải chịu một cái mình có thôi người cao tuổi không, mình dùng từ là tinh tế đi. Vậy tại vì không, đối với Vi á thì là nói chung là ai cũng nói Vi với anh Thái thì cũng không đến nỗi là già là quá lắm. Là lắm không, nhưng mà sau số tuổi gì quá già rồi. Còn chồng em là chắc nhiều người biết là chồng em với em là bằng tuổi nhau nên là thường coi nhau như hai người bạn. Và có những lúc em suy nghĩ trong cuộc tình này em ước gì em cưới một người lớn tuổi hơn em. Có những lúc trong cuộc sống giống như là hai vợ chồng bàn nhau về một vấn đề gì đó thì thường á là thí dụ vấn đề đó quan trọng đi thì cái người đàn ông sẽ cho những cái ý kiến rất là bổ ích, rất là có chiều như sâu. Là có chiều sâu. Và chồng em thường xuyên có những lời khuyên chẳng hạn như
không biết nữa, tùy bà xã, bà xã nói những đúng. Trời vậy đó hả? Bà xã nói những đúng. Cái đó. Xong có nghĩa là có những cái thái quá mà bên em mất cấp luôn hả, phải không? Ờ, bên em mất cấp. Khoan xíu, chị hỏi cái Khánh, nhà em có bao giờ nó sâu lắng không? Hai vợ chồng ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau, chia sẻ giống như là kiểu trong công việc hay là cái chuyện gia đình gì đó có không? Vẫn trong trạng thái gọi là vui vẻ, kiểu như lúc nào cũng... Từ xưa giờ em chưa bao giờ em tâm sự với chồng em nhìn có vậy đó hả? Chưa bao giờ luôn. Trời. Là giống như em nói tới khúc đó em khóc hay là cái gì đó là chứ... biết là chuyện đó quan trọng lắm rồi. Nhưng mà chồng cứ không sao đâu em, từ từ chuyện cũng qua thôi, mình ăn ở tốt là trời đãi thôi, có gì đâu. Là xong, ăn ở tốt là trời đãi thôi, có gì đâu. Là xong. Đó là những lời khuyên của chồng, chưa bao giờ có một cái gì sâu lắng vô vấn đề là toàn bộ em đi giải quyết thôi. Người đàn ông mới lạc quan. Nhưng mà em thấy cũng kiểu cũng có một cái ưu điểm là như là kiểu ừ thì đúng là thời gian rồi, từ từ cũng qua. Giống như là làm sao làm cho cái tinh thần của Thanh kiểu đỡ hơn. Kiểu đỡ không không biết ăn nói nhưng mà kiểu khuyên vậy á, có sao nói vậy á. Thật ra thì ông xã em như là cũng có vài cái giống như là gọi là như thế này, giống như là em nói đâu một cái câu chuyện như là cái em từng gặp, giống như là em bị bóc phốt. Mà thật ra em cuộc đời em chưa nghĩ bao giờ em bị bóc phốt một cái gọi là nó rất là gọi là nó cái lý do nó mình không chấp nhận được là em đi coi phim và em giật mình, em cười và xong cái bạn đó về bóc phốt, cái bạn đó về bóc phốt. Hả? Hả? Em nói lại là em có nghĩa là mọi người đều biết nhưng mà em không hề biết cái việc đó đang xảy ra, mà trên cái group đó nó rất là đông. À thì thời điểm đó cái bộ phim đang rất là nổi, thì hôm đó là hai vợ chồng hướng lên đi coi phim thôi, vô rạp chiếu phim xem thì em không có đem mất kiến, em cận thì ngồi gần, thì xong rồi nhiều lúc em không có thấy được rõ chuyện em phải hỏi. Lại có một cái lúc mà tự nhiên nó làm cái phim nó làm em giật mình gì nè thì em mới phì cười, và xong về tự nhiên em thấy hả, thì cái người bóc phốt em á là chụp nguyên cái màn hình ở trên Facebook của em lên, xong rồi ghi về cái bộ phim đó giống như kiểu em là một người quấy rối trong rạp phim. Rồi. Thời điểm đó bắt đầu là em bị một cái tâm lý là em không đi ra đường, em không dám đi ra đường luôn. Em đi đâu mà chỉ biết em đi nha, em đi là em phải bắt ông xã em đi đằng trước, em đi cuối, em như em cuối là em đi sau, em núp sau lưng. Bị tự ti luôn rồi. Ủa gì kỳ vậy? Em bị cái tâm lý đó luôn á chị. Cái post đó chỉ biết mười mấy ngàn like mà biết bao nhiêu người vô nhắn tin cho em chửi em. Là lúc đó là khoảng 2 ngày chờ, thì sau 2 ngày đó em tìm được thông tin của cái bạn nam đó luôn, em tới nhà em làm việc. Em qua tới nhà thì em đi cùng với người chị của em qua nói chuyện xong thì cái bạn đó cũng xin lỗi thế này thế kia. Sau cái việc đó như là ổng cũng làm tâm lý cho em rất là nhiều á, thì em mới nhận thức ra được à, em may mắn là có ổng, giống như là nhiều khi giỡn á thì cũng trẻ con thì cũng trẻ thật, nhưng mà có những lúc á giống như là em nghĩ là bạn này giống như là vừa là chồng mà vừa là một người bạn thân của em hay quá. Tại vì thật ra là em ít bạn thân lắm, để mà có được một người bạn mà để ngồi chia sẻ với nhau hết tất cả mọi thứ á thì không có, bạn cà phê hay bạn thế này bạn thế kia thì rất là nhiều, nhưng chỉ là mình vui trong lúc đó chứ mình không có chia sẻ được. Thì em chỉ có mình bạn này, năm ra là em cũng thấy kiểu như là em cũng may mắn á, giống như bạn này cũng chững chạc hơn so với cái lứa tuổi của bạn. Nhiều khi là trẻ trâu là cũng trẻ trâu mai bằng. Không, nhưng mà rất là hay là đã biết là tâm lý của vợ khi mà vợ gặp đúng những rồi. Cái nhất là cái stress nặng như vậy. Nếu mà anh chồng mà tâm lý như vậy thì cũng khá là ổn đó. Em đang cố nhớ coi chồng em có khoảnh khắc nào trưởng thành không. Từ từ thì là em tí xíu em sắp nhớ ra rồi. Em nhớ rồi. Trời em nhớ rồi. Thì nó một chuyện là em cảm thấy bất ngờ nhất từ trước tới nay luôn, là em đang chuẩn bị đi đẻ. Chuẩn bị đẻ là cỡ tuần sau em đi đẻ. Thì chồng em cầm lên một con heo đặt trước mặt em, đúng trời. Mở ra đếm được trăm mấy, gần 200 triệu. Trời. Xong mà nói anh sẽ lấy hết số tiền này cho em đi đẻ bệnh viện sang nhất. Thì em nói nó lớn, anh nó nói thiệt em đi, anh có ăn cắp tiền không? Anh có ăn cắp tiền không? Không có ai mà đâm được bể như thế này luôn. Không, em rất sợ chị. Lúc đó em rất sợ là em không thấy chồng em làm gì hết, sao tự nhiên có tiền? Không, đúng. Em rất là ngạc nhiên, không biết sao tự nhiên có tiền mà tiền nhiều quá. Em sợ ăn cắp tiền của anh thôi. Em nói thiệt chị, không nhớ gì đấy không được, mà nó khai thiệt với anh có ăn cắp tiền của ai không để trả lại cho người ta. Không, cái này anh làm kiếm tiền đàng hoàng. Xong rồi hỏi ra biết là lén em bán cái này bán kia mà ở những cái trang khác, nhưng mà là bán ở những cái trang mà giống như em đã kết bạn rồi Facebook chồng em hay gì không có, những cái bay khác đó, cho nên là mới có số tiền mà để dành lâu lắm luôn rồi. Và thêm tiền như ở sinh nhật hay là gì đó chị cho hay mẹ cho gì đó để dành bỏ chồng. Em mới nói trời, tính ra chồng mình nó cũng lớn khúc đó đó, trưởng thành quá trời, cũng biết nghĩ cho vợ. Đó là những cái khía của Khánh là biết suy nghĩ, còn người đó như chị vẫn nói lại là người đàn ông lớn tuổi như là anh Thái cũng vậy, là tự động nha, đi mua đồ cho con nha, rất là thích đi mua đồ cho con, đi lựa từng cái đầm, từng đôi giày, đôi dép. Tại hai cô con gái thì thực sự là ai cũng nghĩ là chắc chị sẽ là cái người như vậy, mà không, chị lại không có bao giờ mà mua, mà lại anh Thái đi nước nào diễn cũng là mua cho con, mua cho mẹ vợ.
mua túi xách mua còn hơn cả cơ chị nữa. Dạ. Thì đó là một cái ưu điểm mà của người đàn ông mà người ta lớn. Còn có thể là tuổi trẻ như là chồng của Tú, như là của Thanh á, thì là cũng có những cái tâm lý là được rồi. Quan trọng là mình hiểu nhau, mình yêu nhau là được rồi. Vậy thì chốt lại ở vấn đề này thì việc trẻ hay già không quan trọng. Đúng rồi, độ tuổi không quan trọng, quan trọng là người đó có phù hợp với bản thân mình hay không. Chính xác luôn. À, em xin cảm ơn những lời khuyên, những lời chia sẻ của bố Mom ở đây. Và chúng ta sẽ chốt đã chốt vấn đề này xong cho mọi người nha. Đôi khi có những cái hợp và có những cái không hợp. Đối với những người phụ nữ hai con rồi thì không biết có gặp ở trường hợp này hay không, nhưng mà phụ nữ một con như Tuyền đã làm xong cái bổn phận của mình một lần rồi thì lại bắt ép thêm một lần nữa. Ý là em muốn ở hả? Ý là ảnh muốn mình đẻ thêm. Khi mà con Tuyền vừa mới một tuổi thôi là ảnh lại có cái ý định là em ơi không ấy mình đẻ đi. Nhưng mà thấy thương lắm, cái lúc mà đưa đi đẻ nha mọi người, là ảnh nói trời em ơi nhìn em đẻ anh tội nghiệp quá à, sợ thế này sợ kia. Cái lúc mà mình chuẩn bị mình vô phòng mà mình mổ á là ngồi giống như muốn rướm nước mắt đó. Em ơi trời chắc anh để cho em đẻ lần này thôi, một đứa thôi là được rồi. Xong mình đi về, mình đẻ rồi mình về phòng rồi mình về nhà luôn. Tội nghiệp em quá à, cực quá à. Đâu vài tháng sau là bắt đầu dở quẻ liền. Kêu chứ nhưng mà anh thấy tội nghiệp con quá à. Bây giờ con nó còn nhỏ không mấy, mình đợi mình ráng vài tháng nữa mình làm nữa hả Trời ơi anh ơi em người anh ơi, với lại em còn muốn đi làm. Em muốn đi làm, bản thân mình đi làm cái nghề này á thì mình muốn là lúc nào mình cũng có nhiều công việc, lúc nào mình cũng được đi ra ngoài để mình gặp tất cả mọi người. Chứ ở nhà mình cảm giác đối mặt với bốn bức tường trời ơi nó khó chịu lắm. Chính xác luôn. Trước là em sanh đứa đầu tiên á thì đứa thứ hai thì anh cũng có kêu là thôi đẻ thêm cho nó vui nhà vui cửa. Mà thực sự là đàn ông là họ rất là thích, là anh Thái thích con lắm. Tại mấy ông đó thì cực. Mấy ông muốn cực. Thì mấy ông đâu có cực, mà mình cực, mấy ông sướng không à. Ủa nhưng mà cái lúc đó bà cũng có sướng chung với người ta vậy? Thì đó, bởi vậy nhưng mà tôi là khổ hơn nhiều. Thì đó. Tôi khổ hơn nhiều. Nhưng mà lúc mà đi đẻ đó là anh Thái cũng vô trong phòng. Dạ. Là cũng nắm tay rồi cũng nói trời ơi thương quá trời quá đất luôn. Trời ơi cũng không chiêu xà hoài. Đó. Rồi nói là thôi tội nghiệp quá thôi đừng có vài tháng nữa để nữa đó là cái vấn đề ở đây là lúc nào cũng rất là muốn là dù có thêm cho nó vui, cho ông bà không có bị cô đơn vậy đó. Đó còn lúc em đẻ xong chồng em kêu sợ chưa dám nữa không kiểu thách thức em sợ chưa dám nữa không thách luôn á kiểu vậy em tôi nhiếm phản ứng của em lúc đó sao kiểu em nói mệt quá để đợi đi lại được đập mày sao cái lúc mà em đau bụng đẻ chồng em nó có chọc em không thì chồng nó chị nó vô phòng một em ngồi trên xe lăn em đang đau bụng đẻ rồi hôm đó là bắt đầu em chuẩn bị vô phòng đẻ là 10 giờ 11 giờ trưa. Lúc đó có mẹ chồng em, hai cái chị cũng vừa đẻ xong nằm chung phòng với em mà nó rủ rỉ bên tai em. Làm cái ông vô đẻ. Vô khúc này vui nè. Em hiểu, em có nghĩ là chọc em để cho kiểu như em vui, nhưng mà chị hiểu cái việc mà trời ơi tao giết mày cũng như là em đang đi mà kiểu mọi người đều cười nhưng mà em không cười nổi. Đau lắm. Làm cái không. Quay chửi nè. Nó nhây lắm. Không phải nhây đâu mà tại vì cái người đàn ông đó họ muốn cho mình đánh trống lảng đó mình quên. Dạ. Mình giảm bớt cái phần nào đau nhưng mà không ngờ là mình cọc. Dạ. Em đẻ mổ chồng ở cái bên này nè, xong rồi cái em thấy chồng im hồi đó, xong nó thôi im vậy cũng được. Em vậy. Sao anh cố gắng khóc lắm mà anh khóc không được luôn. Cái gì vậy? Chồng em ổn không? Có ổn không? Ai mượn mới khóc đâu mình nín đi. Xong đó, sao mấy người kia khóc hay thiệt. Ngán lắm nãy giờ anh chưa khóc được luôn. Trời ơi, chồng em diễn ngoại hình vậy luôn hả? Hai cái người chồng của người này tôi mệt quá còn không thấy. Cứ mà tại vì em vô mà em thấy em đau cái ông cứ định rồi vậy thật à. Đục kinh rồi. Rồi đấy. Cái gì á? Mình đang đau mà mình nghe mình phải quá. Rồi vậy thật à.
mình nhờ Bật ở mình nói anh ơi em đang đau bụng quá mà em nhìn Bật anh ấy mắc cười quá. Cái giọng mà lèm bèm mình Bật á mình nghe không rõ đúng anh không? Anh cứ ngồi mà anh gì nè anh cứ trời ơi đừng yêu thương này mọi người. Mình không chịu nổi nhưng bây giờ mà cái gì cái trong clip nó vẫn còn mà tại vì anh đọc kinh dược sư á. Nếu mà bây giờ mình đang đau chết mình đang đau chết mình nói kêu bác sĩ vô đây chích cho em chết vô trong đây cho em đi chứ bây giờ đây em chịu được không để đọc kinh không sao đọc kinh là qua hết trời ơi đọc kinh nó qua hết được đâu trời ơi ác quá trời ơi cái người lớn tuổi không có nghe thiệt niệm Phật thiệt đọc kinh luôn ta nói là đẻ là đọc kinh dược sư không đau ông nó mô bây giờ phải đây sao sao luôn rồi ông đọc mà mới lại mấy người mà người tây á người ta vô người ta cũng ố tưởng một cái đạo giáo gì khác lạ mà tại sao chị là không muốn sinh thêm đứa nữa giống như thí dụ như em đi mặc dù em muốn hay không thì số trời đã định thì nó cũng sẽ đẻ như vậy thôi chẳng hạn như lúc mà em đẻ xong đứa đầu em đi gặp bác sĩ đặt vòng tránh thai thì bác sĩ kêu là cái này là phải có tới tháng thì mới có thể mình đặt vòng được thì em quyết định đi về và tới khi mà em quay trở lại thôi cả tháng sau hoặc là tháng sau nữa em quay trở lại thì bác sĩ kêu em có thai rồi em gặp bác sĩ đó rồi dạ con tới đặt vòng tránh thai nhưng mà chưa thấy đúng không dạ đúng rồi kiểm tra giùm em em có thai rồi em thì sao em không bắt đền bác sĩ tại bác sĩ không đặt giờ tôi có thai nè bác sĩ kêu là cái phương pháp đó là phải lúc mà mình đang tới tháng thì mới làm được đó xong rồi cái em lúc đó tới tháng xong cái em vậy em thấy cũng chọn một hai tháng sao chưa tới tháng thôi đi vô kiểm tra còn phương pháp nào nữa không chẳng hạn như cái que chẳng hạn như ống dẫn chứng gì đó em nghĩ vô sẽ làm một phương pháp khác xong ai về đâu vô xong rồi em có thai rồi. Thực ra là chồng em cũng muốn có thêm đứa nữa nhưng mà anh không có hối anh không có thúc gì hết anh cũng nói là khoan để từ từ để cho kinh tế của anh tại vì thực ra là ảnh hiện tại ảnh đang kiểu như là bắt đầu cái công việc của ảnh á đâm ra thì em cũng muốn ra thôi để cho thêm thời gian nữa đã tụi em cũng có kế hoạch thôi 3 năm nữa kiểu như là thì mọi thứ nó ổn định hơn bây giờ bởi vì bây giờ là các bạn muốn là phải chờ cho cái kinh tế nó ổn đúng dạ, không đúng rồi bản thân Tuyền cũng như vậy nhưng mà đôi khi mình nghĩ chứ nếu mà mình cứng nhắc qua trong cái vấn đề con cái á thì đến lúc mà mình muốn thì nó lại bị khó dạ mà Tuyền chừng trừ từ hồi mà con Tuyền 1 tuổi tới giờ là cũng đã 3 năm rồi có thả không mới thả hôm qua luôn chứ mấy buổi trước là có không có gặp nên không có thả hồi nãy lúc hồi nãy có ai nói với tôi quên người đó là người nào rồi bà quán triệt tâm lý tôi vậy nè bà nói tôi á là chị phải có 2 đứa để sau này ví dụ như trong cái vấn đề hôn nhân của con mình mà cha mẹ mình không còn nữa mà con mình nó bơ vơ một mình nó phải có chị có em để nó về để nó nhung tâm sự hữu hỉ mình nó hay ta tự nhiên mình sáng ra một điều là thôi tối nay mình cứ nữa hả tiến hành đi á ủa em chưa hiểu lắm sao phải tâm sự hữu hỉ cha mẹ không còn là sao chị trời ơi bởi vì tôi nói nhưng mà cũng thấy không đó là một trường hợp như vậy ví dụ như là chị sinh ra một người con dạ nhưng mà sau này chị lớn tuổi chị mất rồi đó em chị lên chởm chị ngồi rồi đó lên bàn thờ ngồi chơi mà con chị nó có chồng không mà vợ chồng nó không có được hạnh phúc nó ly dị à dạ dạ con chị còn một mình dạ hiểu đó, chị hiểu, ngồi ở trển á nó tâm sự chị cũng không trả lời được dạ. Nên nó cần phải có một người chị em để nó về sự. Đúng rồi để bênh vực nhiều khi bị bạo đúng hành đó em chứ chị đâu có nhảy từ trển nhảy xuống được em hiểu không? Trời ơi chị giải thích okay, em hiểu chứ nãy chị nói okay, em không hiểu tự nhiên cha mẹ mất rồi giờ chị em hiểu hủ hỉ em không hiểu chết dạ. Rồi con bé sống tự lập quá không cần chị em luôn mời chị Tuyền chốt đơn ok vậy thì sau cái thắc mắc mà Tuyền mới vừa đề ra thì đúc kết từ kinh nghiệm của Thanh nè của Tú nè cũng như là của Vi và cái kể là cái cảm nhận của Tuyền thì Tuyền nghĩ rằng á là nếu chúng ta có khả năng dạ. Có khả năng mà chúng ta quán xuyến được hết tất cả nhân lực cũng như trí lực cũng như là tài chính thì chúng ta nên có con nhiều chút xíu để sao thứ nhất là mình có một cái gia đình đầm ấm dạ. Đó mình đoàn kết với nhau chứ Tuyền thấy là gia đình Tuyền 2 người chị em nó cũng hơi vắng đúng rồi đó nhưng mà cũng đừng có vì đó mà chú trọng quá về cái chuyện mà bắt buộc mà phải có đủ nếp đủ tẻ cái đó là suy nghĩ gọi là rất là tội nghiệp cho con của mình và đặc biệt là cái áp lực đặt lên cái vai người phụ nữ á tại vì đâu phải một mình làm nên được một đứa con đâu cũng phải nhờ một cái người chồng nên mình nghĩ là thôi thì nếu như mà mình nhắm mà ổn á thì mình cứ làm tiếp tục đi để cho gia đình mình thêm cái sự đầm ấm nhiều khi cũng phải quan trọng sức khỏe nữa chứ ha dạ, đúng. Thôi thì bây giờ mình chốt lại là có con vẫn tốt hơn là ít con đúng rồi chính xác bây giờ đến một cái tip rất là dễ thương đó là mình sẽ làm bánh cuốn sắc màu.
Bánh cuốn sắc màu. Bánh cuốn sắc màu từ bánh tráng. Hết hồn, tôi nói cho bé nha. Tại hôm cái số trước á, là khi mà mình đun son á, mình còn không có cái bếp, thì bánh cuốn này rất là nhiều. Bánh cuốn thì bằng bánh tráng, khi mà mình nhúng vô nước á, thì là mình để ra thì nó sẽ cuốn thành một cái loại bột. Ăn nó rất lạ, mình bỏ thêm những cái gia vị màu cho có màu sắc. Thôi bây giờ để em làm một cái tip nhẹ nhẹ. Đây là một cái tip rất là, nói chung là nữ công gia chánh đó, nhưng mà hôm nay mình sẽ là nội dung, còn đây sẽ làm thực hành ha. Coi ngầu lòi. Bây giờ mình thấy là lòi không? Mơm ngầu sẽ làm thực hành bếp. Thực ra là ở nhà em vẫn nấu cơm, nhưng mà em chỉ thích nấu thôi chứ em không thích sơ chế. Đem chơi với người ta đi. Chứ không có cần làm, mình đem chơi cho có tụ. Mình có thể làm bánh tráng, nhúng nước, mình làm thành bánh cuốn rất là hay luôn. Mình không cần phải ra qua bếp đun hay gì hết. Mình có những vật liệu như là bánh tráng nè, rồi thịt bò. Mình ướp tỏi, rồi gia vị vô làm nhân. Và đặc biệt ở đây là cái nước mà để mà mình có thể mà làm ra bánh cuốn mà không cần phải hấp á, thì là sẽ có nước bắp cải tím. Và nước lá dứa. Đó, thì mình có thể nhúng vô thì nó sẽ tạo ra màu. Rồi giờ em nhúng vô cái này trước nha. Đúng rồi em. Đó, cái mùi nó hơi hăng nhưng mà nó ngon, miễn sao là nó có màu không là đẹp. Mà chị, cơm trời. Cái này ví dụ như mình không có được cái bắp cải tím á, thì mình cũng có thể dùng hoa đậu biếc nè. Hoa đậu biếc. Củ dền nè. Lá cẩm cũng được chị. Đúng đó. Lá cẩm. Nhiều cái lắm, chứ đừng nấu nếp than nha. Đó, à. Mình để thẳng ra, mình để vô rong tủ ơi, mình để vô đó luôn. À rồi. Hay quá. Có vẻ uyển chuyển đấy, ngoài ngầu lòi ra còn ngon phết. Nói chung là cái gói này giống như là mình đang gói bì cuốn rồi, gỏi cuốn rồi đó. Thì ở nhà Tú có làm không? Em cũng có cuốn nhưng mà em cuốn không có đẹp thôi. Đó, mình cuốn đó, đầu tiên là mình cuốn gấp đó, xong rồi mình gấp bên kia đó, hai bên. Đó, đẹp đúng không? Đúng rồi, hay quá. Cái này không mà chị không có rau gì hết hả? Rau thì mình trang trí lên thôi. Ai muốn ăn rau bỏ rau chị. Người ta không ăn ra đó rồi. Rồi mình làm một cái này rồi. Rồi mình để. Rồi. Bây giờ mình tiếp tục cái cuốn thứ hai ha. Thêm một cái màu xanh đi. Để này qua này. Đúng rồi. Thấy là cuốn đầu tiên là cũng có màu sắc rồi đó. Cho hy vọng là cuốn thứ hai thì là bằng cái lá dứa thì nó sẽ có cái màu đẹp hơn. Thì mình có thể cho thêm trà xanh. Trà xanh, lá dứa. Lát nó khô lắm chị. Khô chứ. Hoặc là mình dùng rau ngót cũng được. Không khô đâu. Nếu mà mình không có cần bỏ nhân vô, mình để không á nên nó làm những cái bột á. Như mà ấm như một năng một đồ đó, mình ăn cũng vui vui lắm. Dẻo dẻo. Dẻo dẻo á. Hôm nay chúng ta sẽ học một khóa nữ công gia chánh do bạn Tú là bếp chín. Bánh cuốn này bánh cuốn cũng rất là hay, không cần qua bếp đun cách thủy. Hợp lý chứ bộ. Lát nữa cái cuốn đó nó sẽ giống như là bánh cuốn vậy đó. Còn lát nữa cái bánh cuốn nhìn giống như cái bánh cuốn vậy đó. Không, ý là cái bánh tráng á thành cái bánh cuốn á. Hay quá. Chúng ta đã xong hai cuốn. Đây là bây giờ trang trí ít rau ngò gà ngò. Vui ha, mình đeo ra đeo vô vậy thôi chứ mình đâu có làm đâu. Mình nói thôi. Cảm ơn Tú rất là nhiều. Dạ. Đây, xong rồi đó. Rồi mom nào muốn thử không? Dạ thôi được rồi. Mình nghĩ là cái gì cũng phải toàn vẹn rồi mình mới thử được. Một lát nữa vào trong thì Tuyền sẽ cuốn hết tất cả các cuốn còn lại cho mọi người ăn. Không, một mình được ăn hết luôn chứ ăn hai cuốn gì nó mắc tức. Muốn ăn nóng á thì mình có thể hấp thủy lên cho nó nóng, hay là mình để thủy. Đúng rồi, hay là đổ vô mang quay khoảng luôn. không nếu mà chiên không dầu có ra cái khác. Nó ra chả giò đó em. Đúng rồi, chả giò. Nó vàng mà chả giò thì dở dở ngương á, không ăn được luôn á. Microwave cũng được, khoảng 5 giây, 10 giây thôi. Dạ. Để ấm ấm thôi là ngon rồi. Vậy là đã xong cái tip của chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì chương trình của chúng ta đến đây là đã kết thúc rồi. Dạ.